Đứng trước tình yêu, không phải lúc nào con tim và lý trí cũng có chung tiếng nói. Bây giờ á, em phải tranh thủ đi, anh còn phải đi về anh làm bài thuyết trình nữa đó. Gì? Trời ơi, mới gặp nhau chưa được giây luôn á, đòi đi nữa rồi. Bạn nữ luôn đặt bạn nam ở vị trí cao hơn, còn bạn nam thì lại đặt bạn nữ ở dưới cái việc học của mình. Các cô gái trong tình yêu hay chàng trai cũng vậy, ưu tiên người ta phải nghĩ tới mình. Lựa chọn ra sao để trọn vẹn cảm xúc nhưng cũng tránh được tổn thương. Không chỉ là cái việc học của anh dừng lại đây đâu, anh vừa học xong trong nước là anh sẽ đi học ở nước ngoài. Anh học y là 6 đến 7 năm em vẫn chờ đợi được, mà bây giờ anh nói là anh phải đi ra nước ngoài anh học nữa hả? Em chờ bao nhiêu năm nữa? Tình yêu là tiếng nói của con tim rồi, nhưng con tim thì cũng có con tim khỏe và con tim không khỏe lắm. Cái giải pháp mà anh nghĩ là nếu như hai người còn tình cảm thì tạm thời là nên tạm ngưng một thời gian. Rất nhiều những gợi ý trong quyền năng phái đẹp, chủ đề chọn con tim hay lý trí phát sóng vào lúc 19:15 thứ 6 ngày 23 tháng 8 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.